Ông Mai Đức Trung đã vượt qua Otto Rehhagel để trở thành huấn luyện viên nhiều tuổi nhất trong lịch sử World Cup tính cả phiên bản của nam và nữ. Trên trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA xác nhận, thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục ở World Cup tính cả phiên bản của nam và nữ. FIFA thông báo rằng ông Mai Đức Trung của đội tuyển nữ Việt Nam, người vừa bước sang tuổi 73 tháng trước, sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về huấn luyện viên Otto Rehagen, thiết lập khi ông dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp tham dự World Cup 2010. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Trung là một trong 8 đội lần đầu tham dự World Cup, cùng với Haiti, Maroc, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Ireland và Zambia. Ngay lần đầu tiên tham dự, đội tuyển nữ Việt Nam đã rơi vào bảng đấu quá khó khăn với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7, Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 và Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Ngày 20 tháng 7, vòng chung kết World Cup nữ 2023 cũng sẽ chính thức bước vào vòng quay sau thời gian dài chờ đợi. Lễ khai mạc kỳ World Cup nữ thứ 9 trong lịch sử sẽ bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 7 theo giờ New Zealand, tức 12 giờ trưa giờ Việt Nam tại sân Eden Park, Auckland. Sau lễ khai mạc ngắn gọn 15 phút, trận khai mạc giữa chủ nhà New Zealand và Uy tại bảng A sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam đến 17 giờ theo giờ Việt Nam đội chủ nhà còn lại của giải đấu là australia cũng bước nhập cuộc bằng trận đấu với đội tuyển nữ cộng hòa ireland tại bảng b